trong thời gian gần đây thì câu chuyện về bán thuốc ung thư giả cho bệnh nhân ung thư hay là ăn chặn quà cho người khuyết tật thì đều là những hành vi vô cùng đáng lên án. Và liên quan đến vụ việc ăn chặn hàng từ thiện tại trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ tàn tật Hà Nội tại xã Thụy An, huyện Ba Vì mà Chào Buổi Tối đã đưa tin vào ngày hôm qua. Thì ngày hôm nay 26 tháng 9, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã yêu cầu các đơn vị kiểm tra xử lý sự việc này. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội giao Chánh Thanh tra thành phố phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành lập đoàn kiểm tra làm rõ thông tin các báo nêu, xử lý nghiêm, dứt điểm các hành vi vi phạm nếu có, kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân và người đứng đầu cơ sở theo quy định. Theo báo cáo ban đầu, sự việc xảy ra vào ngày 8 tháng 9 tại trung tâm xuất hiện hiện tượng tuồn hàng từ thiện do các cá nhân tổ chức trao tặng ra ngoài. Trong những người tham gia có cả nhân viên của trung tâm này. Hiện có 3 cán bộ đã nộp bản kiểm điểm, viết tường trình sự việc và đã tự nhận hình thức kỷ luật. Trước đó, một số cơ quan báo chí đã phản ánh việc nhiều cán bộ nhân viên đang công tác tại trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ tàn tật Hà Nội thường xuyên tuồn hàng từ thiện do các cá nhân tổ chức trao tặng ra ngoài với số lượng lớn, nhất là sau mỗi đợt thiện nguyện. Và trong bản tường trình, thì hai nhân viên công tác tại phòng phục hồi chức năng thừa nhận vào chiều ngày 8 tháng 9 đã chuyển hàng quà trao tặng qua hàng rào. Mỗi người thì chuyển 3 dây sữa, 2 bịch bim bim, 6 cái bánh trung thu và 1 hộp kẹo. Cả hai thì cho biết rằng là quà là khách đến thăm và tặng cho các cán bộ chăm sóc đối tượng. Vì là cuối giờ chiều nên là các cô không kịp báo cáo cho ban giám đốc trung tâm nên đã chuyển những thứ quà tặng đó qua đường tường rào mang về nhà cho con. Hai người này thì khẳng định rằng là sự việc này thì đã xảy ra lần này chính là lần đầu tiên. Vâng ạ, có thể nói trước sự việc này, trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ tàn tật đã đưa ra hình thức xử lý. Đó chính là cảnh cáo hai nhân viên và khiển trách bảo vệ đã không làm tròn trách nhiệm trong ca trực của mình. Tuy nhiên thì hiện Sở Lao động Thương binh và Xã hội thì chưa đồng ý với báo cáo của trung tâm và yêu cầu lãnh đạo trung tâm phải tiếp tục rà soát và xem xét thêm những cán bộ, nhân viên vi phạm. Bởi theo phản ánh của báo chí thì việc này đã tái diễn nhiều lần trong rất nhiều ngày, chứ rõ ràng đây không phải chỉ là lần đầu đâu.